Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay kênh đầu điện Nhạc Biên Hòa em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình một con máy giặt Panasonic. Rồi, của nó rất là đẹp nha mọi người. Còn sáng bóng luôn. Rồi, không thùng rồi còn rất là đẹp. Con này em đã vệ sinh xong và test vừa xong luôn nha mọi người. Như mới vậy đó. Hàng rất là lướt. Con này là đời 2014 nha. Đây. Tem nó ghi tất cả. Đời công nghệ. À. Hàng cực lướt luôn, hàng như mới. Em đang test đây, test vừa xong vừa test chế độ sấy luôn nè. Rồi, độ ẩm chắc rất là đầy, trên 10 kg chắc đầy lòng luôn. Đang test máy thử xem sao, test máy rồi nè, rất là ok. Con này là nó là 10 kg nha mọi người. Eco Navi tiết kiệm điện, giật, hết bun. Panasonic VX 730 nha. Này, con này em đã test xong này. Em bấm cho mọi người xem nha. Ha. Lúc này là mở nguồn. Xong nó rất là nhiều chế độ giặt nè. Này là chế độ giặt thường, giặt sấy và sấy không. Lúc này là bấm lên chương trình nè, mình chọn chương trình xong, mình chọn chế độ giặt, và một nút này là ok. Này là giặt vắt, giặt xả vắt. Rồi sấy. Còn riêng cái máy này là máy nồi điện Nhật, nó có cái chế độ giặt nước nóng nữa nha mọi người. Này, nước nóng 15 độ, 40 độ và 60 độ C nữa nè. Đấy. À. Rất là ok. Cực đỉnh luôn. Đây là em test rồi, sấy rồi, đồ sấy còn nóng hổi luôn, giặt quá tải nó coi nó xem sao mà nó rất là ok. Em bấm chế độ vắt nó cho mọi người xem nha. À, chọn chế độ vắt. Đấy. Bấm ok là nó sẽ chạy. À. Đấy. Quay đấy. Máy khởi động rồi đấy. Bằng tối em quay cái nó có ánh đèn cho nên nó hơi rọi cái móng người vô nha. Nói chung là rất là êm, em chỉ bấm cho mọi người xem thôi. Cái còn này là em đã test rồi. Riêng máy giặt là bên em bảo hành cho cô chú anh chị mình 1 năm nha. Con này là em bán với cái giá là 20 triệu nha mọi người. Con này là điện xài điện 100V. À, những cô chú anh chị nào ở gần cửa hàng của em, ở shop của em thì hãy tới tận cửa hàng nhìn coi thì nó
coi nó hay hơn, nó kỹ lưỡng hơn. Và em làm YouTube này cho những người ở xa theo dõi quan tâm thôi, còn riêng máy chạy thì em bảo hành 1 năm rồi, cô chú anh chị mình yên tâm. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Và cũng xin giới thiệu cửa hàng của em là ở đường Thăng Nhân Trung, phường Trảng Giài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Rồi, kết thúc video. Hẹn cô chú anh chị mình video lần sau.